đây là cái máy. Order tự động. Mình tự mình order cái máy này. Nhưng mà phải có máy này cũng được. Phải có thẻ vé rồi. Mình không có xài tiền mặt. Ở đây có bánh ngọt nè. Bánh ngọt. Bánh là hình như cái ghế vậy. Rất là ngọt. Ta đang order đồ ăn. Giờ tới lượt mình. Hello mọi người, bây giờ mình đang ở chơi bóng rổ mà mình chơi nóng, mình làm biến tổng rổ quá, ở đây ồn ào hết sợ. Các bạn mình đang chơi nè, các bạn mình đang chơi góc kia. Còn góc này là các anh em, các bạn trường high school chơi. Đây là đó, các bạn mình đang chơi đằng kia. Đằng này là mấy bạn high school đang chơi với em tập bóng rổ. Buồn buồn nó biến tập quá. Lẽ ra hôm nay mấy bữa nay mình làm biến tập cũng được. Đợi tới khi nào thi Olympic rồi tập luôn. Thì best special Olympic, đăng ký thi special Olympic rồi tập, lúc đó tập luôn. Giờ làm biến. Không gian phòng tập đó. Bên kia có mấy bạn trai, bạn nam high school tập ồn ào quá trời đó. Bên này là bạn mình tập đó. Phòng bóng rổ. Mình đang ngồi ở góc ghế nè. Ok. Ok.